Kính thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống không nên khinh thường bất kỳ ai, vì sông có khúc người có lúc, ai lên cao rồi cũng có ngày phải đi xuống. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng mỗi người đều có thời kỳ của mình, không ai có thể tránh khỏi sự biến đổi của cuộc đời. Kính thưa quý vị và các Phật tử thân mến, tiền ngàn bạc vạn cũng không thể tránh khỏi sự phai nhạt. Nhưng điều tốt đẹp và ý nghĩa thực sự là những hành động từ lòng nhân ái và tấm lòng trắc ẩn. Một con người không nên đánh giá một người khác dựa trên tài sản hoặc vị thế xã hội, vì ngày mai không ai biết được mình sẽ thành công hay là thất bại. Khi gặp người giàu có, đừng ghen tị. Gặp người nghèo khó, đừng nên coi thường. Gặp người lương thiện, đừng làm hại. Gặp kẻ đáng thương, hãy giúp đỡ. Gặp người nghĩa khí, hãy bảo vệ. Gặp kẻ toan tính, nên tránh xa. Điều quan trọng là lòng nhân từ và sự tôn trọng đối với mọi người. Ở đỉnh cao của thành công, đừng bao giờ tự mãn, vì một khi bạn bắt đầu ngã về phía dưới, có người mới sẽ thay thế vị trí của bạn. Sự khiêm tốn và kiên nhẫn luôn là chìa khóa để duy trì và phát triển trong cuộc sống. Sự khiêm tốn là phẩm chất quý báu mà mỗi người nên trân trọng và nuôi dưỡng. Khi biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, ta mới thấu hiểu được giá trị thực sự của sự khiêm tốn. Dù bạn có tài năng và thành tựu lớn lao đến đâu, đều không đảm bảo rằng mọi người có thể luôn ở bên cạnh bạn. Sự giàu có và quyền lực không phải là yếu tố quyết định khiến mọi người yêu mến hay là tôn trọng bạn được. Trái lại, sự khiêm tốn và sự đồng cảm mới là những điểm đến mà người ta thực sự quý trọng. Dù bạn có năng lực ra sao, cũng không bảo đảm rằng mọi người đều sẽ ngưỡng mộ và kính trọng bạn. Sự tôn trọng đến từ lòng chân thành và sự kính trọng đến từ sự hiểu biết về giá trị bản thân và người khác. Tự tin là điều rất tốt, nhưng không nên tự phụ. Điều quan trọng không phải là mình thấy mình quan trọng, mà là mọi người cảm nhận được giá trị của bạn. Dù bạn có địa vị cao, có mối quan hệ xã hội rộng lớn và ăn nói khéo léo, nhưng không phải ai cũng muốn làm quen với bạn. Bạn làm thế nào để thu hút lòng tin và sự tôn trọng từ mọi người, không chỉ bằng cách phô trương vị thế, mà còn bằng cách thể hiện tấm lòng và sự đồng cảm. Chúng ta thường dễ mắc phải sai lầm là tự tin quá mức, cho rằng mình cao hơn người khác. Nhưng đời người còn rất dài, và chưa ai có thể biết chắc được ai sẽ thành công hơn ai. Đừng bao giờ quá tự phụ, vì cuộc sống không ai lại dễ dàng cười người cũng như cười mình. Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính bản thân mình. Trong một thế giới luôn biến đổi, điều quan trọng nhất vẫn là giữ vững tâm lòng khiêm nhường và lòng lương thiện. Dù thế giới thay đổi ra sao, dù người khác đối xử với bạn ra sao, xin hãy nhớ rằng không bao giờ xem thường bất kỳ ai. Khiêm nhường và lương thiện lại là hai phẩm chất quý báu, không chỉ giúp ta tạo ra môi trường sống hòa bình và hạnh phúc, mà còn giúp ta thu hút sự tôn trọng và lòng tin từ mọi người xung quanh. Nếu bạn có thể duy trì được những phẩm chất này, cuộc sống của bạn sẽ chắc chắn đầy đủ và hài lòng. Trong cuộc sống ngắn ngủi của chúng ta, hãy học cách không tranh cãi và để cho nhân quả trả lời. Mấy chục năm thoáng chốc chỉ là cát bụi trong vũ trụ bao la này, và con người đối với nhau lại thường xuyên ganh đua đấu đá trong cuộc sống vật chất và danh lợi. Bằng cách tranh cãi ganh đua, ta chỉ hao tâm tổn trí mà thôi. Cuối cùng, khi cuộc hành trình đến hồi kết, chúng ta không mang theo được gì ngoài những gì đã trải qua và những gì đã để lại cho thế giới này. Hãy học cách sống bằng lòng từ bi và tôn trọng, để mỗi hành động của ta là một hạt giống tốt đẹp gieo vào thế giới này. Để những gì ta để lại sau lưng là dấu ấn của tình thương và sự hiếu kỳ, thay vì là vết tích
của cuộc tranh đấu và ganh đua vô ích. Hãy để cho nhân quả trả lời và hãy sống với ý thức về sự ngắn ngủi của cuộc đời để ta biết trân trọng mỗi khoảnh khắc và dành thời gian cho những điều quan trọng nhất. Trong cuộc sống, có lẽ chúng ta đã nghe nhiều câu tục ngữ như có lương thực ngàn gánh cũng chỉ ăn một ngày ba bữa, hay có căn nhà lớn 10 tầng cũng chỉ ngủ ở một gian. Những câu nói này không chỉ đơn giản là nhắc nhở về sự khiêm nhường, mà còn là bài học về ý thức và sự tạm bợ của cuộc sống. Dù có vinh hoa phú quý, dù sống trong những biệt thự xa hoa, nhưng cuộc sống vẫn không thể tránh khỏi những buồn phiền và khó khăn. Mỗi ngày, người ta vẫn phải vất vả làm việc hàng ngày, nhưng cuối cùng, vinh hoa cũng chỉ là thoáng qua như mây khói. Tại sao chúng ta lại phải tranh giành, đấu đá lẫn nhau, khi cuối cùng tất cả đều như giấc mộng phù du? Cuộc sống không chỉ là về việc tích trữ vật chất và danh vọng, mà còn là về việc trân trọng những giá trị đích thực như tình thương, sự hiểu biết và lòng biết ơn. Hãy sống với ý thức về sự tạm bợ và không chấp nhận của cuộc đời, và hãy biết đặt giá trị đích thực vào những điều không thể mua bằng tiền bạc. Đó mới là cách để chúng ta thực sự tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và để chân thực với bản thân mình. Kính thưa quý Phật tử, quý thính giả thân mến, trong thế giới ồn ào và hỗn loạn này, chúng ta không thể phủ nhận sự hiện diện của lừa dối, gạt gẫm, oán trách và đố kỵ. Những điều này đều là kết quả của sự tranh giành, một cuộc chiến không ngừng nghỉ giữa con người với nhau. Tranh giành không chỉ xuất hiện ở bề mặt trong những cuộc cạnh tranh công khai, mà còn ẩn hiện trong sâu thẳm của tâm hồn, trong những cuộc tranh giành âm thầm không lời nói. Chúng ta tranh giành cho lợi ích lớn, cho những lợi ích nhỏ. Ngày hôm qua, ngày hôm nay, và có lẽ ngày mai vẫn sẽ tiếp tục như vậy. Nhưng rốt cuộc rồi, liệu chúng ta đã suy nghĩ về ý nghĩa thực sự của cuộc đấu tranh này? Tất cả chỉ để thỏa mãn tâm ích kỷ của chính bản thân mình, chỉ để đạt được những lợi ích cá nhân mà thôi. Vậy, hãy dừng lại, hãy tỉnh thức và nhìn vào chính mình. Chúng ta cần thấy rõ rằng sự hòa bình và lòng biết ơn mới là điều quan trọng nhất trong cuộc sống này. Hãy dừng lại với sự tranh giành vô ích để tìm kiếm sự hài lòng và hạnh phúc từ những hành động từ bi và tình thương. Khi tấm lòng rộng mở một chút, chúng ta sẽ cảm nhận được một khung cảnh mới, một không gian không còn chỗ cho sự tranh giành tồn tại. Bởi khi lòng người được mở ra, sự hiểu biết và lòng từ bi sẽ tràn ngập, làm tan biến bất kỳ đám đông nào của sự tranh đua và khao khát lợi ích cá nhân. Xem nhẹ được mất hơn thua một chút, chúng ta sẽ hiểu rằng cuộc đời không phải chỉ là về việc chiến thắng hay là thất bại, mà còn về việc hiểu biết và học hỏi từ mọi trải nghiệm nữa. Khi chúng ta không còn đặt quá nhiều giá trị vào việc tranh giành vượt trội, sự hòa bình và sự hài lòng sẽ trở nên quan trọng hơn. Mong cầu giảm bớt một chút, mong cầu sự thanh thản và bình yên trong lòng, chúng ta sẽ nhận ra rằng sự tham lam và sự ganh đua chỉ làm cho cuộc sống trở nên căng thẳng và không hài hòa được. Khi chúng ta dừng lại để đánh giá lại giá trị của sự tự do và hạnh phúc, mong cầu giảm bớt tranh giành sẽ trở thành điều hiển nhiên. Tranh giành sẽ không trỗi dậy khi chúng ta xem nhẹ tâm danh lợi một chút. Khi lòng từ bi và lòng lương thiện được kích thích, không có gì có thể đánh bại được sức mạnh của tình thương và sự chia sẻ. Chúng ta sẽ nhận ra rằng, trong sự cho đi và chia sẻ, chúng ta thực sự tìm thấy ý nghĩa và hạnh phúc trong cuộc sống này. Trong cuộc sống có vô số lý do để chúng ta không phải ra sức tranh giành. Tuy nhiên, trong dục vọng và tham lam, thường khiến chúng ta trở thành những chú sư tử đói, đấu tranh giành lợi ích, mất đi cái chân thật và giá trị đích thực của hạnh phúc.
mỗi người trở thành một kẻ tham lam, nằm trong bụi cỏ, kìm nén bởi ham muốn vô tận. Khi tranh giành trở thành mục tiêu sống, niềm vui thực sự không còn tồn tại. Thay vào đó, chúng ta cứ mãi đi tìm cách để giành lợi. Những điều này chỉ dẫn đến sự mất mát và cảm giác không bao giờ đủ. Niềm vui và an tâm không phải là điều mà chúng ta có thể giành được qua việc tranh giành. Thậm chí, đôi khi, sự cố gắng đó chỉ mang lại phiền não, thống khổ, thù hận và mệt mỏi về cả thể xác và tinh thần. Chính sự bình yên và lòng an tâm mới là điều mà chúng ta cần tìm kiếm, không phải qua việc tranh giành, mà qua việc chấp nhận và yêu thương. Cuộc sống không chỉ là một cuộc đua để giành được nhiều hơn người khác, mà còn là hành trình để hiểu và trân trọng những gì mình đã có, để sống trong sự thấu hiểu và lòng biết ơn. Những điều đáng chú ý là, khi chúng ta thắng được trong một cuộc đua tranh giành, hạnh phúc chân thật lại mất đi. Sự mãn nguyện không bao giờ đến từ việc giành giật và tranh đoạt, mà lại từ việc chia sẻ và sự tôn trọng. Đôi khi, việc tranh giành chỉ tạo ra thêm sự đau đớn, thù hận và mệt mỏi, không chỉ cho thể xác mà còn cho tinh thần. Chúng ta cần nhớ rằng, niềm vui và an tâm không đến từ việc đánh bại người khác, mà là từ việc chấp nhận và yêu thương bản thân cũng như những người xung quanh mình. Khi chúng ta bớt bon chen, bớt giành giật, thì cuộc sống trở nên thoáng đãng hơn, tầm nhìn của chúng ta cũng mở rộng ra, khuôn mặt của chúng ta tỏa sáng hơn, tươi tắn hơn, bởi chúng ta không còn bị áp đặt bởi những lo lắng và cạnh tranh vô bổ. Khi chúng ta nắm tay nhau nhiều hơn, khi nhường nhịn nhau nhiều hơn, chúng ta trở nên chân thành hơn, nhiệt tình hơn, tình bạn trở nên đông đầy hơn, với sự tận tụy và chân thành từ trái tim mình. Tâm nguyện của chúng ta cũng trở nên sâu sắc hơn khi chúng ta không còn bị cuốn vào cuộc đua không ngừng nghỉ. Chúng ta có thời gian để suy nghĩ về những gì thực sự quan trọng, những ước mơ và mục tiêu trong cuộc sống. Và khi chúng ta bớt bon chen, tình yêu thương trong chúng ta cũng trở nên lớn lên, thật hơn. Chúng ta học cách yêu thương một cách tự do và không bị ràng buộc từ trái tim, mà không cần phải đánh đổi hay là tranh giành. Đó mới là tình yêu thương thực sự, đầy ý nghĩa và sâu sắc. Mỗi người đều có hoài bão, mơ ước trong cuộc đời, và việc nỗ lực theo đuổi những ước mơ đó là điều không thể phủ nhận. Đó chính là cách để chúng ta sống một cuộc đời ý nghĩa, không để thời gian trôi qua vô ích. Thân người khó có được, nhưng bằng sự nỗ lực và kiên nhẫn, chúng ta có thể vượt qua mọi thách thức để đạt được những gì mình mơ ước. Tuy nhiên, việc giành giật mọi thứ, bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình, lại là một vấn đề khác biệt. Khi chúng ta để bản thân bị cuốn theo những ham muốn và tham vọng không kiểm soát, chúng ta trở thành những con rối lăng xăng giữa dòng đời, mất đi ý thức về bản thân và giá trị của cuộc sống. Chúng ta cần tỉnh táo nhận ra rằng có một ranh giới mong manh giữa việc theo đuổi mục tiêu và việc lạc lối trong cuộc sống. Hạnh phúc không phải chỉ là về việc đạt được mọi thứ, mà còn là về việc biết đủ, sống hòa mình với những gì mình có và không để bản thân bị mất trong cuộc đua không hồi kết. Nếu chúng ta biết đủ, không cố gắng tranh giành mọi thứ, thì đó chính là cảnh giới cao nhất của nhân sinh. Đó là lúc chúng ta thực sự đạt được sự bình an và hài lòng từ bên trong, không phụ thuộc vào bất kỳ điều gì bên ngoài. Họa phúc tại miệng và bốn khẩu nghiệp gánh cả đời không hết. Như Đức Phật đã từng dạy, là một trong những chân lý sâu sắc về cuộc sống mà chúng ta nên lắng nghe và thấu hiểu. Ngôn từ của chúng ta có thể tạo ra hạnh phúc hoặc gieo rắc thảm họa, tùy thuộc vào cách chúng ta sử dụng nó. Đức Phật đã chỉ ra rằng, có bốn loại người nói năng sai trái, gánh vác cả đời không hết. Loại người thứ nhất là vọng ngôn, thứ hai là ba phải, thứ ba là thiển ngữ,
thứ tư là xảo ngữ. Những ai nói năng không thành thật, mắc phải những lỗi trên, sẽ gánh chịu họa từ miệng mà ra, không chỉ làm tổn thương người khác, mà còn tự tạo ra những tâm kết gánh nặng cho chính bản thân mình. Vì vậy, chúng ta cần lắng nghe lời dạy của Đức Phật. Hãy sử dụng ngôn từ của mình một cách tỉnh táo và thành thật để tạo ra hạnh phúc cho chính bản thân và mọi người xung quanh, tránh xa những khẩu nghiệp độc hại và gieo rắc phúc họa không đáng có. Thứ nhất là giọng ngữ, tức là nói dối. Nói không có căn cứ, không chỉ là một việc làm sai trái, mà trong Phật giáo, nó còn được coi là một trong những tội nghiệp nặng của con người. Mở miệng ra là nói dối, không chớp mắt, nói dối đến mức quen miệng là hành động nguy hiểm và đáng ngại. Những người thường xuyên nói dối, có thể thấy thường ngày, họ dường như thuận lời, không cần suy nghĩ và thậm chí không còn nhận ra rằng chính họ đang nói dối. Điều này thực sự nguy hiểm, khiến cho họ rơi vào một dòng xoáy của sự không chân thành và mất mát tự tin. Mặc dù có những người nói dối không phải vì ý định hại người, mà chỉ vì vui vẻ hoặc để tạo ra sự hào hứng, nhưng họ không biết rằng như vậy là đang mời gọi họa vào thân người. Người ta cần đề phòng khi tiếp xúc với những người này, và càng cẩn thận hơn khi có những mối quan hệ thân thiết với họ. Đức Phật đã dạy rằng, dù nói dối xuất phát từ hảo tâm hay là ác ý, thì tất cả đều là tạo nghiệp xấu, làm tổn hại đến danh dự và tự hạ thấp bản thân mình. Vì vậy, chúng ta cần hết sức cẩn trọng với ngôn từ của mình, chỉ nói những điều thật, tránh xa khỏi vọng ngữ và hãy sống trong sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau. Thứ hai là ba phải nói hai lời. Nói hai lời tức là lúc nói thế này, lúc nói thế khác. Châm ngôn này thực sự khiến cho sự tin cậy và tôn trọng trong mối quan hệ trở nên mơ hồ và đảo lộn. Việc châm ngòi ly gián tức là trước mặt một người nói A, nhưng với người khác thì lại nói B, tạo ra sự mâu thuẫn và đôi khi thậm chí là mất lòng tin và mất niềm tin vào người đó. Những người thường xuyên làm như vậy thực sự nguy hiểm, bởi họ không chỉ đang sử dụng lời lẽ để hại người, mà còn đang tạo ra những tạo nghiệp ác khiến cho mối quan hệ trở nên phức tạp và mất đi sự chân thành. Đối mặt với những người như vậy, chúng ta cần phải cẩn thận và đề phòng, không để mình bị lừa dối hoặc bị cuốn vào một mớ hỗn độn của sự không chân thành và gian trá. Chúng ta cần phải nhận ra rằng sự tin cậy và tôn trọng chỉ có thể được xây dựng trên cơ sở của sự chân thành và thật lòng. Vì vậy, hãy tránh xa khỏi việc nói hai lời, hãy sống trong sự chân thành và tôn trọng để tạo ra những mối quan hệ đáng tin cậy và ý nghĩa trong cuộc sống này. Thứ ba là thiện ngữ, tức là sử dụng lời lẽ thô thiển và gieo rắc sự căm phẫn, là một hành động mà trong Phật giáo được xem là ác nhân đã thương lòng tự trọng của người khác. Chửi mắng người khác không chỉ làm tổn thương danh dự của họ, mà còn tạo ra họa từ miệng mà ra, gieo rắc họa cho bản thân. Phật giáo dạy rằng, tôn trọng người khác là tôn trọng chính bản thân. Khi chúng ta thốt ra những lời thiện ngữ, không chỉ là chạm đến lòng tự trọng của người khác, mà còn hạ thấp bản thân mình. Chúng ta tự làm tổn hại cho mình, mang đến phiền toái và tiêu cực cho cuộc sống của chính mình. Việc sử dụng lời lẽ thô tục đối với người ngoài không chỉ là việc làm không tôn trọng, mà còn là việc tự làm tổn hại cho tâm hồn của chính mình. Chúng ta cần phải nhớ rằng, lòng tự trọng và tôn trọng người khác là những yếu tố quan trọng trong cuộc sống, và chỉ khi chúng ta đề cao những giá trị này, chúng ta mới có thể sống một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc được. Cuối cùng là xảo ngữ, tức là sử dụng lời lẽ khiêu khích và gieo rắc sự tham lam và sân si trong người khác, cũng là một hình thức của ác nghiệp. Dù chỉ là những lời cười nói bóng bẩy, nhưng chúng có thể gây ra hậu quả lớn và xa xôi. Khuyến khích người khác vào sự tham, sân si chỉ làm cho họ trở nên vô ích và tổn hại cho tâm hồn của họ.
Nếu chúng ta không thể giúp ích gì cho người khác, thì ít nhất cũng không nên làm hại đến họ. Chúng ta không nên khơi gợi và kích thích những lời nói xấu, bởi những gì chúng ta gieo xuất phát từ đó sẽ là những hậu quả không lường trước được. Xin hãy nhớ rằng, mỗi lời nói ra từ miệng của chúng ta đều mang trong đó sức mạnh, và mỗi hành động của chúng ta đều gieo vào ngày mai những hạt giống. Vì vậy, đừng để những lời nói thoáng qua trong phút chốc lại gánh nghiệp cả đời. Hãy sử dụng ngôn từ của mình một cách tỉnh táo và có trách nhiệm để gieo vào thế giới xung quanh những hạt giống của tình thương và từ bi. Những lời lẽ khi phát ra, nó không phải lúc nào cũng là điều vô hại, mà thực ra nó có thể là một vũ khí tiềm ẩn, có thể giúp hoặc làm hại đến người khác, tùy thuộc vào cách chúng ta sử dụng nó. Lời nói dường như nhẹ nhàng, nhưng thực tế chúng có thể gây ra sự tổn thương đáng sợ cho tâm hồn con người. Chính vì vậy, trước khi mỗi câu từ rời từ miệng ra, hãy suy nghĩ kỹ, hãy lắng nghe cảm xúc và động lực đằng sau mỗi lời nói. Lời nói có thể là một con dao hai lưỡi, có thể giật ngã hoặc nâng đỡ một tâm hồn. Hãy sử dụng ngôn từ của mình một cách sáng suốt, không để những lời lẽ không suy nghĩ kỹ trước khi nói làm tổn thương người khác và cho cả chính bản thân mình. Hãy tôn trọng sức mạnh của từ ngữ và biết rằng mỗi lời nói ra từ miệng chúng ta có thể mang lại hạnh phúc hoặc đau khổ. 30 lời Phật dạy về hạnh phúc đừng bỏ lỡ. Kính thưa quý Phật tử và quý vị thính giả thân mến, hạnh phúc, một khái niệm sâu sắc và không thể thiếu trong cuộc sống, mang theo nhiều ý nghĩa và giá trị tuyệt vời. Hạnh phúc không chỉ là một trạng thái tâm lý thoáng qua, mà còn là mục tiêu cuối cùng của mỗi người. Với sức mạnh của nó, hạnh phúc có thể thay đổi cuộc sống và tạo nên ý nghĩa đáng kinh ngạc. Trên hết, hạnh phúc là một trạng thái tâm hồn, một sự thoải mái và hài lòng từ bên trong. Đó là cảm giác bình an, là niềm vui trong lòng khi mọi mâu thuẫn và lo lắng tan biến. Hạnh phúc không phụ thuộc vào tài sản hay danh vọng, mà là kết quả của sự chấp nhận và trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Hạnh phúc cũng là sự kết nối với thế giới xung quanh. Đó là khả năng tạo ra mối quan hệ tốt đẹp và yêu thương với những người xung quanh. Hạnh phúc không đơn độc, mà là sự chia sẻ và sự gắn kết với cộng đồng. Khi chúng ta tạo ra niềm vui và hạnh phúc cho người khác, chúng ta cũng đồng thời tìm thấy hạnh phúc trong chính mình. Hạnh phúc còn là sự phát triển và trưởng thành cá nhân. Nó đòi hỏi chúng ta không ngừng khám phá và phát huy tiềm năng của bản thân. Khi ta đặt ra mục tiêu và đạt được những thành công, cảm giác hạnh phúc vô tận tràn đầy trong tâm hồn, sự hài lòng và thành tựu cá nhân mang lại một ý nghĩa sâu sắc và đáng giá cho cuộc sống này. Cuối cùng, hạnh phúc là khả năng sống trong hiện tại và tận hưởng từng khoảnh khắc. Đôi khi chúng ta dễ dàng bị cuốn vào quá khứ hoặc lo lắng về tương lai và quên đi sự tốt đẹp cùng giá trị của hiện tại. Hạnh phúc là khả năng trân trọng và sống đúng với từng giây từng phút mà cuộc sống mang lại. Sau đây là 30 lời Phật dạy về hạnh phúc. Thứ nhất, cho đi sự yêu thương, hạnh phúc tự tìm đường đến, lạc quan, vui vẻ, bệnh tật rồi sẽ qua đi. A Di Đà Phật. Thứ hai, vạn pháp duy tâm tạo. Con người là kết quả của những gì mình nghĩ. Nếu một người nói và làm với tâm trong sáng thanh tịnh, hạnh phúc sẽ luôn đi theo anh ta như hình với bóng. Thứ ba, thanh tịnh và giản đơn là đôi cánh giúp tâm hồn thăng hoa. Thứ tư,
Không có con đường dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường. Thứ năm, vợ chồng cùng sống cùng chết, nháy mắt là thống khổ, nhưng vĩnh hằng là hạnh phúc. Thứ sáu, rất nhiều người vì cái gọi là hạnh phúc mà yêu nhầm người, nhưng càng nhiều người vì yêu đúng người mà hạnh phúc trọn đời. Thứ bảy, hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến, và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi. Hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia. Thứ tám, đừng cố xây dựng hạnh phúc trên sự bất hạnh của người khác. Bạn sẽ vướng vào lưới của hận thù. Thứ chín, hạnh phúc là cảm giác, xem nhẹ chút, thoải mái trong lòng. Thứ mười, nhiều người cho rằng sự náo nhiệt là hạnh phúc, nhưng khi quá náo nhiệt sẽ không có bình yên. Hạnh phúc thực sự dựa trên sự bình yên. 11. Tâm thái là do rèn luyện, cần phải bình thản, có tấm lòng yêu thương. 12. Thời khắc hiện tại tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, chỉ cần bạn để tâm, bạn sẽ nhìn thấy chúng. 13. Cội nguồn của tình yêu nằm sâu trong mỗi chúng ta. Chúng ta có thể giúp người khác hạnh phúc. Một lời nói, một hành động, một suy nghĩ cũng có thể làm vơi đi nỗi buồn và tăng hạnh phúc cho người khác. 14. Hãy hiểu, thương và tương kính người yêu của mình, cũng chính là đem lại hạnh phúc đến cho người và cho chính mình. 15. Hạnh phúc không phải làm dơ vào cho mình thật nhiều, mà ngược lại, bạn nên ban tặng, san sẻ những gì mình có cho người khác. Đó mới chính là hạnh phúc. Bản thân hạnh phúc, tức vận mệnh sẽ tươi đẹp. 16. Làm người phải biết vui vẻ. Niềm vui và nỗi buồn luôn xen kẽ lẫn nhau. Vui vẻ có mức độ chính là cả đời được thanh thản. 17. Không đi đến cực đoan. Đi đến cực đoan bao giờ cũng gặp thất bại thảm hại. Phải chủ động tìm kiếm sự khôn ngoan của cuộc đời. 18. Một trong những điều tốt nhất trong cuộc sống là nhận ra rằng bạn hoàn toàn hạnh phúc mà không cần đến những thứ mà bạn cứ ảo tưởng là mình buộc phải có. 19. Nguồn gốc của mọi khổ đau trên thế gian đều bắt nguồn từ tâm bám chấp. 20. Có sinh, ắt có diệt. Có hợp, ắt có tan. Có thịnh, ắt có suy. Khi bạn vui, hãy hiểu rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, cũng hãy nhớ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. Vạn pháp thế gian vốn vô thường. 21. Hạnh phúc không bao giờ đến với người không biết tri ân những gì mình đang có. 22. Hãy biết cảm ơn cả những nghịch cảnh. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành. 23. Quy luật nhân quả không chừa một ai. Hãy cẩn trọng trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. 24. Đừng xem thường những điều nhỏ bé. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả một khu rừng. Một con rắn nhỏ có thể khiến ta mất mạng. 25. Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng từ một ngọn nến. Hạnh phúc được nhân lên khi được sẻ chia. 26. Không ai có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta ngoài bản thân mình. Mỗi người phải tự cất bước trên đôi chân của chính mình. 27. Là người biết hài lòng sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Không biết hài lòng, mãi mãi không biết được hạnh phúc. 28. Kiềm chế và khắc phục được sự thèm muốn
sẽ giải thoát con người ra khỏi mọi cảnh huống xảy ra. Dù đó là hạnh phúc hay khổ đau, sẽ mang lại sự bình an cho con tim và tâm thức của mình. 29. Đừng cố xây dựng hạnh phúc trên sự bất hạnh của người khác. Bạn sẽ vướng vào lưới của hận thù. Hãy cho đi, ngay cả khi bạn chỉ có một chút thôi. 30. Nói tôi yêu bạn có nghĩa là tôi có thể mang tới cho bạn sự bình yên và hạnh phúc. Để làm được điều đó, trước tiên, chính bản thân bạn phải là người có được những điều đó trước đã. Quả báo của việc hành hạ động vật. Quả báo của việc hành hạ động vật rất nặng. Sinh vật nào cũng xứng đáng được sống. Đừng ý mạnh mà ức hiếp kẻ yếu. Bạn sẽ nhận nghiệp quả đắng cay. Thứ nhất, quả báo của việc hành hạ động vật. Chắc hẳn bạn thắc mắc tại sao nhiều người đá chó mèo để hành hạ, làm đau những con vật nhỏ, nhưng chúng không bị trừng phạt vì hành vi của mình, mà pháp luật dường như không hạn chế khía cạnh này, nên nhiều người muốn làm gì thì làm. Một con vật không nên bị đối xử và làm bị thương bằng bạo lực không cần thiết. Và ở một mức độ nào đó, động vật vượt trội hơn nhiều so với con người. Chúng ta phải biết rằng, hành hạ và bỏ rơi những con vật nhỏ bé là đang làm tổn hại đến một sự sống và một sự sống đang có. Đức Phật nói về quả báo của việc hành hạ động vật, cho biết người chuyên sát sinh hành hạ mọi sinh vật từ lớn đến nhỏ trên cõi đời này đều nhận được nghiệp quả đắng cay. Hãy quý trọng mạng sống mọi sinh vật như mạng của mình. Kinh Bồ Tát Di Lặc cũng có nói, khuyên người siêng làm công đức phóng sinh, chung quy được trường thọ, nếu phát bồ đề tâm, đại nạn trời đất cứu. Cứu mạng chúng sinh sẽ sống thọ, ngược lại, người sống tàn ác thì gặp đại quả cũng chẳng ai cứu nổi. Phước không có mà nghiệp thì nhiều, nên sẽ liên tục gặp xui xẻo. Ác tâm và nhu cầu kiểm soát đối với động vật phản ánh trạng thái tinh thần của con người. Từ góc độ nghiệp lực hành vi của việc làm hại loài vật sẽ có nhân quả nghiệp báo kéo dài hơn một đời người. Có người ít khi nghĩ đến nghiệp chướng, cho rằng câu nói nhân nào quả nấy không có gì to tát. Nếu một người không làm hại người khác thì anh ta phải có phần thưởng. Tuy nhiên, nếu một người đã làm tổn hại rất lớn đến những sinh mệnh khác, bao gồm cả tinh thần, thể chất, tình cảm, thì chẳng bao giờ khá được. Làm gì thì gặp quả báo ấy gấp 3 lần. Với những người đã từng làm điều ác nhất thì quả báo có thể gấp 10 lần. Đây là cái gọi là quy luật tự nhiên, rất hiệu quả, đã được chứng minh nhiều lần. Công lý luôn tồn tại. Đối với những kẻ có tư tưởng đi cuồng cho rằng mình có quyền làm hại bất kỳ sinh vật nào, nghiệp chướng có thể không xuất hiện trong khoảng thời gian này, nhưng không có nghĩa là trong tương lai sẽ không xuất hiện, thậm chí còn nặng hơn. Như đã đề cập ở trên, vì có quá nhiều sự bất kính và tổn hại đối với động vật, nên quả báo có thể xảy ra ngay lập tức hoặc âm thầm bùng nổ, chậm nhưng dữ dội. Đây là sự trừng phạt của thần thánh, và đây là công lý mà một người phải đối mặt khi khoe khoang về việc làm sai trái của bản thân. Hãy vui lòng suy nghĩ trước khi bạn đá đánh hành hạ sát sinh mèo, chó hoặc những động vật khác. Trời biết, đất biết, bạn đang làm gì? Đừng tưởng tội mình phạm không bị phát hiện. Hãy tử tế với tất cả các sinh vật, tôn trọng tất cả sinh vật. Thứ hai, tại sao một số người thích đối xử tàn ác với động vật? Sự xuất hiện của hành vi hung hăng chẳng qua là áp lực tâm lý, thất bại, cản trở hành vi có mục đích, môi trường sống thay đổi lớn, bắt chước. Do đó, khi xảy ra bất kỳ hành vi bạo lực nào, bao gồm cả hành vi tàn ác với động vật, thủ phạm phải thực hiện hành vi lạm dụng vì một số yếu tố này.
Sau khi làm rõ tiền đề chính này, chúng ta hãy phân tích chi tiết tại sao con người lại có những hành vi ngược đãi động vật. Đó là thoái quá trong quá trình phát triển tâm lý. Từ cổ xưa, con người đã biết sử dụng vũ khí để săn bắt, tức là bắt và giết các loài động vật khác. Tất nhiên, đây là bản năng nguyên thủy để sinh tồn, phát triển. Phần khuynh hướng tâm lý này chưa biến mất hoàn toàn mà tạm thời bị kìm hãm. Sự phát triển tâm lý của chúng ta bị cản trở. Nguyên nhân cản trở có thể do những trở ngại hoặc những thay đổi mạnh mẽ của môi trường sống. Tâm lý sẽ bị củng cố hoặc thoái lui, và hành vi tàn bạo sẽ xuất hiện. Việc theo đuổi niềm vui duy nhất sẽ bù đắp cho tổn thương tâm lý. Ích kỷ muốn gây sự chú ý. Yếu tố này áp dụng cho tất cả những người có hành vi bất thường. Những hành vi bất thường này không được coi trọng, hoặc họ là kẻ không có ý thức về sự hiện diện của bản thân trong xã hội, hoặc bị đặt câu hỏi về quá nhiều khả năng của họ. Người này có xu hướng ra tay bằng những hành vi tàn ác với động vật và được đăng trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của người khác để chứng minh rằng bạn có khả năng và bạn có thể thực hiện một số hành vi mà người bình thường không dám làm. Đây là một loại củng cố tâm lý bản thân do năng lực của người đó thấp, cố tình sát hại những sinh linh bé nhỏ yếu đuối hơn để ra vẻ ta đây. Trút cảm xúc tiêu cực. Nếu những cảm xúc tiêu cực do thất bại, cú sốc hoặc những thay đổi mạnh mẽ trong môi trường sống không được giải phóng một cách chính xác, nó sẽ kích hoạt hành vi bạo lực của con người. Tức là chuyển mục tiêu để trút giận. Kiểu người này thường chọn mục tiêu không hung hãn, có thể tùy tiện trút giận, tức là động vật nhỏ để làm, bởi vì nó có thể trút bỏ cảm xúc đến cực điểm. Thiếu quan tâm trong thời thơ ấu, rối loạn nhân cách khi trưởng thành. Có phải lạm dụng động vật thời thơ ấu dẫn đến tỷ lệ bạo lực hoặc tội phạm gia tăng ở tuổi trưởng thành? Câu trả lời là có. Một trong những yếu tố lớn nhất dẫn đến ngược đãi động vật trong thời thơ ấu là không nhận được đủ sự chăm sóc của gia đình. Lúc này, nó có thể gây ra những rào cản xã hội về kỹ năng giao tiếp và mối quan hệ giữa các cá nhân. Để khơi dậy đủ sự quan tâm từ các thành viên trong gia đình, bất kể bản chất của hành vi quan tâm là có, bất kể là trách móc hay là bảo trì, đứa trẻ đều sẽ làm ra những hành vi phi thường để thu hút sự chú ý. Thiếu quan tâm càng nghiêm trọng thì hành vi đó càng sâu. Ở tuổi trưởng thành, do lạm dụng động vật, việc thiếu các yếu tố xã hội khác nhau trong quá trình trưởng thành, chẳng hạn như sự cảm thông, trách nhiệm và cảm giác xấu hổ, cũng như tính cách lạnh lùng và thờ ơ được hình thành trong quá trình ngược đãi động vật, có thể dễ dàng phát triển thành nhân cách phản động. Nghiêm trọng hơn là với sự gia tăng của sự tàn ác với động vật khi các cá nhân gặp phải những cảm xúc không thể giải tỏa. Họ không còn hài lòng với việc hành hạ những con vật nhỏ không thể chống cự. Lúc này sẽ xảy ra sự trút giận nghiêm trọng đối với con người. Đối xử tàn ác với động vật là một hành vi vô đạo đức và bất thường. Đừng nghĩ rằng loại hành vi tàn ác này đối với động vật không phải là con người, là trò trẻ con. Hành vi này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của mỗi cá nhân. Thứ ba, câu chuyện về quả báo của việc hành hạ động vật. Ghét kiến. Ở một vùng núi cao có một người bình thường rất ghét kiến. Mỗi lần nhìn thấy đàn kiến ở góc tường hay dưới đất trong nhà là lại thắp đèn châm một ngọn lửa và đốt cháy tất cả, không còn sót lại một con nào. Và anh ta đã tận hưởng sự vui vẻ bằng việc trong vài năm, và số lượng con kiến bị anh ta đốt chết nhiều vô kể. Tuy nhiên không lâu sau, điều đáng tiếc cuối cùng đã xảy ra. Một hôm do lâu ngày không sửa chữa, đường ống ga nhà anh bị rò rỉ. Đang sử dụng thì phát nổ một tiếng cạch cạch. Anh hốt hoảng chạy tắt ga, nhưng không may
vì ngọn lửa quá lớn và vô cùng khó khăn, nhiệt độ cao, toàn thân anh ta bị bỏng nặng. Do tình hình quá nghiêm trọng, anh được chuyển đến các bệnh viện lớn để cấp cứu. Theo bác sĩ khi đó, da của người này bị bỏng hơn 40%, tính mạng bị đe dọa, nên anh ta phải điều trị tại bệnh viện lớn, phải điều trị lâu dài. Quá trình trị liệu bỏng được coi là đau đớn và tốn tiền nhất, nên gọi nó là địa ngục trần gian cũng không ngoa. Nếu sau này may mắn được cứu sống, thì trên da của anh ta cũng sẽ có vết sẹo khó lành như cũ. Gia đình mẹ con Dượng. Ngày xưa, có một người vào núi, thấy một con Dượng nhỏ, bèn bắt đem về nhà. Dượng mẹ sau đó đuổi theo đến nhà của người đàn ông. Người đàn ông treo con Dượng nhỏ lên một cái cây trong sân và cho nó xem. Dượng mẹ dùng móng vuốt dỗ vào má người đàn ông như thể đang cầu xin anh ta thả Dượng con đi. Người đàn ông không để con Dượng nhỏ đi và sau đó đánh chết con Dượng nhỏ trước mặt con Dượng mẹ. Dượng mẹ kêu lên thảm thiết, nhảy lên rất cao, rơi xuống đất và mất tại chỗ. Người đàn ông mổ bụng con Dượng cái và thấy tất cả ruột đã bị đứt. Nhưng chưa đầy nửa năm sau, cả gia đình người đàn ông này đều mắc bệnh dịch. Không lâu sau đó cả nhà đều chết. Quả báo của việc hành hạ Dượng đến với gia đình ông rất nhanh chóng. Hành hạ chim non. Ngày xưa, ở một làng nọ, có gia đình sinh được 3 người con trai, tuổi đều đã gần 20, chỉ biết đi mà không biết nói. Một hôm, bỗng có một người đi ngang qua cửa, thấy 3 đứa con trai ở độ tuổi như vậy nhưng vẫn không biết nói dù cơ thể phát triển bình thường. Ông hỏi, đã có chuyện gì xảy ra với 3 đứa trẻ này vậy? Chủ nhà trả lời, chúng là con trai tôi và chúng chưa biết nói. Vị khách nói, hãy tự ngẫm lại, tại sao chuyện này đang xảy ra? Trước đây, ngươi có từng hại động vật không? Người chủ nhà vô cùng kinh ngạc, suy nghĩ hồi lâu mới nói với người khách. Khi tôi còn nhỏ, trên đầu giường có một cái tổ chim, trong đó có 3 con én nhỏ. Mẹ của chúng tìm thức ăn từ bên ngoài cho chúng ăn, và 3 con chim nhỏ luôn há miệng, ngày nào cũng vậy. Một hôm, tôi cho ngón tay vào tổ chim, những chú chim non há miệng ra để xin thức ăn. Thế là tôi cho 3 con chim non ăn thân cây hoa hồng gai. Tất cả 3 con chim non đều chết hết vì ăn phải gai của hoa hồng. Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy hối hận. Vị khách khuyên chủ nhà cùng gia đình thành tâm sám hối và chăm làm phóng sinh xuất phát từ tâm, không ăn thịt chim. Cả gia đình người đàn ông làm theo. Một thời gian dài thì bỗng dưng 3 người con trai biết nói như người bình thường. Kính thưa quý Phật tử và các bạn thân mến, thường thì cuộc sống không như ý mình mong muốn. Đôi khi chúng ta bị cuốn vào dòng xoáy của những lời nói, những ý kiến và những đánh giá từ người khác. Đôi khi chúng ta quá mất lòng tin vào những lời đồn đại, những phê phán không có căn cứ. Và cuối cùng là chúng ta tự đặt mình vào một tâm trạng lo lắng và tự ti. Nhưng có một điều chúng ta không nên quên rằng chẳng ai có quyền điều khiển cuộc đời bạn ngoài chính bạn. Dù có những lời nói cay đắng, dù có những góc nhìn tiêu cực từ người khác, thì chỉ có bạn mới là người có quyền quyết định liệu bạn sẽ bị chi phối bởi chúng hay không. Đôi khi để bảo vệ lòng tự trọng và tự tin của chính mình, chúng ta phải học cách làm ngơ trước những lời nói tiêu cực, học cách điều chỉnh định hình về bản thân từ bên trong. Đừng để bản thân sống dựa vào miệng đời, vì đôi khi miệng đời chỉ là bộ phận phản ánh một phần nhỏ của thực tế, một phần không đáng kể so với toàn bộ cuộc đời của bạn. Hãy nhớ là trong thế giới này, chỉ có bạn mới có thể định hình cuộc đời mình. Hãy đứng vững trước những sóng gió,
và hãy biến những lời đắng ngắt thành động lực, thành bước đệm cho sự trưởng thành và thành công của bản thân mình. Cuộc đời là của bạn và quyền lực để thay đổi nó cũng nằm trong tay của bạn. Chúng ta luôn phải đối diện với những thử thách, những nỗi buồn và những lúc cảm thấy không tự tin. Nhưng hãy nhớ rằng, mọi khó khăn đều sẽ qua đi hết. Dù có những lúc bị đánh giá, bị chỉ trích, thậm chí là bị phản đối, nhưng quan trọng nhất là không để bản thân mình rơi vào tay của người khác. Cuộc sống không nên dành hết thời gian và năng lượng để chiều lòng người khác. Nếu mỗi người luôn sống để làm vừa lòng người khác thì sẽ không bao giờ tìm thấy được hạnh phúc thực sự. Thay vào đó, hãy sống vì chính bản thân mình. Đừng để những lời phê phán và sự so sánh làm tổn thương tâm hồn của bạn. Mỗi người sinh ra đều có giá trị riêng, có cá tính độc đáo, không giống ai khác. Đừng bao giờ tự ti vì những lời chê bai hay những sự phân biệt xã hội. Bạn là bạn, và điều quan trọng nhất là sống vì chính mình, không phải vì ý kiến của người khác. Hãy tin vào giá trị của bản thân mình, và điều này sẽ giúp cho bạn vượt qua mọi thách thức trên con đường của cuộc sống. Mỗi người đều là con người, và như vậy chắc chắn sẽ gặp phải những sai lầm. Những sai lầm đó thường xuất phát từ việc không kiềm chế được cảm xúc, từ sự sống quá bản năng mà không suy nghĩ. Đôi khi chúng ta để cho những cảm xúc tức thì chi phối quyết định của mình, và kết quả là chúng ta làm hỏng mọi thứ xung quanh. Đức Phật dạy rằng, đừng để bản thân sống dựa vào miệng đời, bởi vì trong cuộc sống này chẳng ai thật lòng với bạn cả. Miệng của người ta thì người ta có thể nói bất cứ điều gì, nhưng liệu tai của mình có nghe hay không, liệu bạn tin vào lời nói đó hay không, thì đó là quyền của bạn. Hãy học cách kiềm chế cảm xúc, học cách đánh giá và suy nghĩ trước khi hành động. Điều quan trọng là không để cho những lỗi lầm trở thành điều kiện để bạn tự trách bản thân hay mất đi niềm tin vào bản thân mình. Xin hãy nhớ rằng, sai lầm là một phần của quá trình trưởng thành và học hỏi. Và quan trọng nhất là học được từ những sai lầm đó để trở nên mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn trong tương lai. Trí tuệ thực sự của một người không chỉ là khả năng tích lũy kiến thức, mà còn là khả năng nhìn nhận và xử lý vấn đề trong cuộc sống một cách thông minh và khôn ngoan. Người có trí tuệ không ngừng tìm kiếm và loại bỏ những cấu quế, những gánh nặng vô nghĩa trên vai của mình, giống như một người thợ rèn tài ba thổi sạch những cặn bã từ chất bạc. Mỗi ngày, chúng ta cần phải làm sạch tâm hồn mình, loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, những lời chỉ trích vô căn cứ, để cho tâm trí của mình luôn trong trạng thái tinh tấn, sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm mới mẻ và tươi đẹp của cuộc sống. Không ai có thể đứng ra và cứu chúng ta khỏi những khó khăn ngoại trừ chính bản thân mình. Chúng ta phải tự tin bước trên con đường của chính mình, không để ý đến những lời châm chọc, những lời chê bai, mà hướng tâm hồn về những điều tích cực và ý nghĩa trong cuộc sống. Hãy tận hưởng mỗi khoảnh khắc, mỗi trải nghiệm và sống để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Bởi cuộc sống này đẹp đẽ và đáng được trải nghiệm một cách trọn vẹn nhất. Trong cuộc đời này, có ba khổ nạn lớn nhất mà mỗi người đều phải đối mặt: tuổi trẻ, tuổi già và sự chết. Những thách thức này đặt ra những thử thách khó khăn, nhưng cũng là cơ hội để chúng ta trưởng thành và hướng tới sự hoàn thiện. Nhưng người thành công không phải là người tránh khỏi những khổ ải của cuộc đời, mà là những người đã dũng cảm đối diện với chúng và vượt qua mọi thử thách một cách kiên trì và quyết đoán. Cuộc đời giống như một cuộc tu hành, và người thành công là người đã trải qua mọi rèn luyện, mọi khó khăn của cuộc tu hành đó. Những lúc gian khó, thử thách và đau khổ chỉ là cơ hội để họ trở nên mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn và kiên cường hơn. Khi đã vượt qua mọi khổ ải, cuộc đời của họ sẽ trở nên thuận lợi và suôn sẻ hơn, bởi vì
họ đã có được bài học quý giá từ những trải nghiệm đầy ý nghĩa đó. Họ biết cách đối diện với mọi tình huống, làm chủ cuộc đời mình và tận hưởng sự an nhàn và hạnh phúc mà cuộc đời mang lại. Vậy cho nên, hãy đối mặt với những thách thức của cuộc đời một cách can đảm và quyết tâm. Vì chỉ khi đó, chúng ta mới có thể trưởng thành và thành công trong cuộc sống này. Cuộc đời như một bể khổ vô tận, đòi hỏi chúng ta phải chịu đựng và thống khổ để trưởng thành. Dù là ít hay nhiều, mỗi người đều phải đối mặt với những vấn đề khó khăn và những khổ nạn trong cuộc sống. Khổ nạn không chỉ là một phần của cuộc sống, mà còn là con đường chúng ta không thể tránh khỏi được. Từ khi chào đời, chúng ta đã phải đối mặt với nỗi khốn khổ trong hàng trăm hình thức khác nhau. Thậm chí tiếng khóc chào đời của chúng ta cũng là một dấu hiệu của sự khó khăn, và âm thanh đó vẫn âm thầm đi theo chúng ta cho đến khi chúng ta rời bỏ cuộc sống này. Nhưng chỉ khi chúng ta chịu đựng và vượt qua những khó khăn mới thực sự trưởng thành và hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Khổ nạn không chỉ là nỗi đau, mà còn là nguồn cảm hứng để chúng ta trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Vì vậy, hãy đối mặt với khổ nạn một cách dũng cảm và quyết tâm. Chỉ khi chúng ta chịu đựng và vượt qua được những thử thách mới có thể thấy được ánh sáng của hy vọng và hạnh phúc trong cuộc sống này. Cuộc đời như một cuộc hành trình, không hề tránh khỏi những khổ nạn và thử thách. Chính từ những cảm giác đau khổ đó, con người mới có thể trưởng thành và hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Nếu chúng ta sống trong sự thoải mái và thảnh thơi, không phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào, thì cuộc đời chẳng khác gì một cuộc dạo chơi. Liệu có ý nghĩa gì khi sinh ra và trải qua cuộc sống chỉ để tận hưởng thoải mái và không gian? Có lẽ những vị Phật Thích Ca Mâu Ni hay Chúa Giê-xu đã xuất hiện trên thế gian để dạy cho chúng ta biết cách đối mặt với khổ nạn, để chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách và trở nên nhân từ hơn. Do đó, khi không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể thuận theo tự nhiên, chấp nhận khổ nạn như một phần của cuộc đời. Khổ nạn không chỉ là một gánh nặng, mà còn là động lực để chúng ta tiến lên phía trước trên con đường đời gian khó này. Bởi chỉ khi đối mặt và vượt qua khổ nạn, con người mới thực sự biết trân trọng và đánh giá giá trị của cuộc sống. Nỗi khổ khi chạm đáy sâu nhất của tâm hồn trở thành một thách thức khó khăn và áp đặt. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy, bởi khi chúng ta chịu đựng nỗi khổ đến cực hạn, nó sẽ trở thành một phản ứng tự nhiên của tâm trí, một vật cực tất phản đến cực hạn, và từ đó, nó đảo ngược lại tình trạng hiện tại. Đôi khi, để đạt được những điều phi thường, chúng ta phải trải qua những thử thách khó khăn, chịu đựng những nỗi khổ ghê gớm. Bởi chỉ khi chúng ta vượt qua được những đau thương, những khó khăn đó mới có thể trưởng thành và phát triển. Hãy nhìn nhận khổ nạn một cách tích cực hơn. Thực ra, nó không đáng sợ như chúng ta tưởng. Nó là một cơ hội để tu rèn, để biến mình trở thành một con người vượt trội hơn. Nó là cái đà để đưa chúng ta lên những tầm cao mới, những thế giới mới mà chúng ta chưa từng tưởng tượng đến trong thế giới đầy biến động của chúng ta. Nhưng đời người lại là một dòng sống lặng lẽ, luôn chứa đựng những khúc người có lúc. Chúng ta không thể tránh khỏi thăng trầm, và điều quan trọng là phải biết kiên nhẫn chờ đợi. Thời Phật gia đã từ lâu được giảng giải về luật nhân quả, nguyên tắc báo ứng, khổ trước sướng sau. Chúng ta có thể trải qua sướng vui, nhưng sau đó sẽ đến lúc phải chịu khổ đau và ngược lại. Cuộc đời này, nếu ta chịu khổ, thì kiếp sau sẽ được đền bù và ngược lại. Tất cả đều là sự công bằng. Chỉ qua những gian khổ và đắng cay, chúng ta mới thấu hiểu được giá trị của những phút giây thanh thản của sự an nhàn. Nếu không trải qua mệt mỏi và khổ đau, làm sao ta có thể hiểu được ý nghĩa của sự an nhàn? Nếu không chịu đựng trong cát bụi và gió sương,
làm sao ta biết được giá trị một nơi chốn yên bình? Hãy để cuộc đời dạy cho chúng ta một bài học quý giá của sự khổ đau và cảm nhận sâu sắc giá trị của sự bình yên và an lành. Đó chính là hành trang để chúng ta tiến lên trên con đường của cuộc sống đầy những thử thách và khó khăn. Dẫu bạn đã trải qua biết bao gian truân và khổ đau, hoặc đang đối mặt với những thử thách nặng nề ngay bây giờ, nhưng xin hãy nhớ rằng, tương lai vẫn còn rất nhiều điều tốt lành đang chờ đợi bạn. Đừng sợ hãi khi bóng tối qua đi, vì ánh sáng của ngày mới sẽ vẫn tỏa sáng, chỉ cần chúng ta kiên trì, bền bỉ và nỗ lực không ngừng. Không có khó khăn nào mà không thể vượt qua nếu chúng ta có đủ lòng kiên nhẫn và quyết tâm. Mỗi gian nan, mỗi khổ đau sẽ qua đi, để lại cho chúng ta những bài học quý giá và mạnh mẽ hơn. Điều quan trọng là chúng ta phải tiếp tục điều chỉnh và nỗ lực, và chắc chắn cuối cùng mọi khổ ải cũng sẽ qua đi để nhường chỗ cho niềm vui và hạnh phúc phía trước. Như lời Phật dạy về ba khổ nạn lớn nhất trong cuộc đời. Một khi chúng ta vượt qua được, chúng ta sẽ trở nên xứng đáng hơn cho một cuộc sống bình yên và thanh thản. Phúc lành, sâu lắng và may mắn sẽ đến với chúng ta nếu chúng ta không bao giờ từ bỏ và tiếp tục bước đi trên con đường của chính mình. Hãy tin tưởng và hy vọng, vì phía trước những điều tốt đẹp nhất đang chờ đón chúng ta. Vậy thì ba khổ nạn lớn nhất trong cuộc đời con người là gì? Thứ nhất đó là dục vọng. Đúng như lời Phật dạy, bắt đầu từ dục vọng, nguyên nhân gốc của nhiều thống khổ trên thế gian này. Dục vọng như một lửa cháy không ngừng, thường nảy sinh từ bên trong con người và dẫn đến những cuộc đấu tranh, những nỗi khổ đau không ngừng nghỉ. Chúng ta sinh ra đã mang theo những dục vọng và đôi khi chúng trở thành điều kiểm soát cuộc sống của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta có thể tuân theo lời dạy của Phật, tránh xa khỏi những dục vọng ham muốn và tham lam, chúng ta sẽ giảm bớt được sự trói buộc và phiền não. Hãy nhìn vào trong lòng mình và giải thoát bản thân khỏi những dục vọng vô ích. Hãy sống một cuộc sống đơn giản và thanh thản. Chỉ khi chúng ta thực sự hiểu được giá trị của sự bình yên và không gian trong trái tim, chúng ta mới có thể tìm thấy hạnh phúc thực sự và giải thoát khỏi những đau khổ của cuộc sống. Thứ hai đó là hận thù. Hận thù như một cơn bão dữ dội, có thể làm tan nát trái tim và tâm hồn của con người. Đức Phật dạy rằng, nhất niệm sân tâm khởi, bá dạng chướng môn khai. Tức là, nếu chúng ta nuôi dưỡng suy nghĩ thù hận, thì hàng ngàn vấn đề và nghiệp chướng sẽ mở ra trước mắt chúng ta. Rất nhiều người chỉ vì một xích mích nhỏ đã bị cuốn vào dòng xoáy của hận thù và oán trách, và cuộc sống của họ trở nên bất an và không yên bình. Hận thù không chỉ làm tổn thương chính bản thân mình, mà còn làm tổn thương những người xung quanh. Hãy để lòng bình tâm và lòng từ bi chiếu sáng trên con đường của chúng ta. Hãy tha thứ và buông bỏ hận thù để chúng ta có thể sống trong hòa bình và hạnh phúc. Và chỉ khi chúng ta giải thoát bản thân khỏi gông cùm của hận thù, chúng ta mới thực sự có thể tìm được sự thanh thản và sự an lạc trong cuộc sống này. Thứ ba đó là cố chấp. Sự cố chấp trong giáo lý nhà Phật không chỉ đơn giản là sự khăng khăng chấp nhất với một món đồ hay một đoạn tình cảm. Nó còn là một loại ý niệm ích kỷ, một loại cảm xúc cố chấp mà có thể trói buộc con người ta trong một phạm vi hẹp, làm cho cuộc sống trở nên cứng nhắc và khó khăn hơn. Khi một người cố chấp, họ dường như mù quáng trong niềm tin của mình và không sẵn lòng để nhìn nhận và thay đổi. Họ có thể vẫn mãi khăng khăng theo đuổi một ý tưởng, một ý kiến, cho đến khi cuộc đời của họ bị chìm đắm trong đau khổ và tiếc nuối. Nhưng thực tế, sự cố chấp không mang lại cho chúng ta sự tự do và hạnh phúc. Đôi khi chúng ta cần phải học cách buông bỏ và thay đổi để có thể tiến lên và phát triển được. Chỉ khi chúng ta có lòng linh hoạt và sẵn lòng thay đổi,
chúng ta mới có thể tận hưởng được sự thanh thản và hạnh phúc trong cuộc sống này. Vì vậy, hãy học cách buông bỏ sự cố chấp và ý niệm ích kỷ. Hãy mở lòng và lòng từ bi để có thể đón nhận những điều mới mẻ và thú vị trong cuộc sống. Chỉ khi đó, chúng ta mới thực sự có thể sống một cuộc sống tự do và an lạc. Khi chúng ta dứt bỏ sự cố chấp, chúng ta mở cửa cho tâm trí và bản ngã của mình thả lỏng. Sự cố chấp không chỉ là việc giữ chặt những ý kiến không hợp lý, mà còn là việc giữ lại những muộn phiền vô nghĩa trong tâm trí của mình. Khi chúng ta từ bỏ những điều vô lý đó, tâm trí được làm sạch và giải thoát. Phật dạy rằng, vạn vật giai không, tức là vạn vật đều không có thật. Đó chỉ là những ý niệm và khái niệm mà chúng ta tự tạo ra và cố chấp cho rằng chúng là thật. Nhưng thực tế, không có gì là cố chấp mãi mãi được. Chính vì vậy, Đức Phật đã khuyên chúng ta không nên để tâm cố chấp trong ý niệm rằng mọi thứ đều tồn tại thật sự. Hãy buông bỏ sự cố chấp và mở rộng lòng đón nhận sự thật. Chỉ khi chúng ta làm được điều này, chúng ta mới có thể trải nghiệm sự giải thoát và thanh tịnh trong tâm hồn. Đừng để ý niệm và cố chấp trói buộc con người ta, mà hãy mở cánh cửa cho tinh thần tự do và bình an. Thân thể, nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, danh vị, tất cả đều là của chúng ta. Có đúng vậy hay không? Chúng ta luôn tự cho rằng mọi thứ này đều thuộc về bản thân mình. Và khi chúng mất đi, nỗi đau trong lòng ta cũng không thể tả được. Nhưng thực tế, đó chỉ là do cái tâm cố chấp, cái tâm cho rằng mọi thứ đều là thật, và từ đó tạo ra phiền não và đau khổ vô hạn. Nếu chúng ta có thể vượt qua sự cố chấp với danh vị, tiền bạc, tình cảm, thì chúng ta đã buông bỏ được những gánh nặng và đau khổ không cần thiết của cuộc sống này. Sự tự do không phải là không có gì để sở hữu, mà là không bị giam giữ bởi những thứ vật chất và tâm lý. Hãy để cho tâm hồn mình mở cửa cho sự tự do và bình an. Hãy buông bỏ sự cố chấp với danh lợi và tạm gác lại những ưu phiền về tiền bạc và tình cảm. Chỉ khi chúng ta làm được điều này, chúng ta mới có thể tìm thấy sự thanh thản và hạnh phúc thực sự trong cuộc sống. Chúng ta thường cảm thấy không vui, không hài lòng với những gì mình đang trải qua. Đôi khi, nguyên nhân chính không phải là do hoàn cảnh bên ngoài, mà chính là sự cố chấp, sự không chịu mở lòng trong tâm hồn của chính mình. Khi chúng ta mắc kẹt trong những suy nghĩ hẹp hòi, cuộc đời dường như trở nên nặng nề và khó khăn hơn. Nhưng nếu chúng ta một lần dũng cảm mở rộng tầm nhìn, thoát khỏi những bức tường của tư duy hạn hẹp, thì thế giới sẽ tỏa ra ánh sáng trước mắt. Mọi thứ không còn trở nên đen tối và khó chịu nữa, mà thay vào đó là sự suôn sẻ, thuận lợi mà ta chưa từng ngờ đến. Cuộc sống như một bức tranh, mỗi mảnh ghép đều mang hai mặt tốt và xấu. Đôi khi chúng ta không thể phân biệt rõ ràng giữa chúng, và điều đó là hoàn toàn bình thường. Bởi vậy, không nên quá buồn bã với những khó khăn và thất bại, bởi chúng ta không phải là điều duy nhất tồn tại trên con đường của chúng ta. Trên thực tế, không có cái gì là tuyệt đối, không có gì chỉ có một mặt. Ngay cả sự đau khổ cũng có thể là hạnh phúc nếu chúng ta biết đón nhận và học hỏi từ nó. Hãy nhìn cuộc đời với ánh sáng lạc quan, và bạn sẽ thấy mọi thứ xung quanh đều đẹp đẽ và ý nghĩa. Phật dạy ba quả báo nhãn tiền của tội ngoại tình. Dù là đàn ông hay là đàn bà, ai mà vi phạm giới cấm của Đức Phật, đặc biệt là tội ngoại tình, đều phải gánh chịu hậu quả của hành động đó. Trong năm giới cấm mà Đức Phật đã đề ra, tà dâm được xem là một trong những tội ác nghiêm trọng nhất. Nó không chỉ là việc làm hại đến bản thân, mà còn làm tổn thương đến những người xung quanh, phá vỡ hạnh phúc gia đình và gây ra nhiều hậu quả khôn lường. Theo quan điểm Phật giáo, mọi sự kiện đều tuân theo nguyên tắc nhân quả. Gieo hành động nào sẽ gặt quả đó
những người vi phạm giới cấm, đặc biệt là trong tội ngoại tình, sẽ không tránh khỏi báo ứng nặng nề. Họ sẽ phải chịu đựng đau khổ và thống khổ từ hậu quả của hành động sai trái của mình. Người ta nên nhớ rằng, hạnh phúc thực sự không đến từ việc làm tổn thương người khác. Chúng ta cần học cách kiểm soát bản thân, tuân thủ nguyên tắc đạo đức và tôn trọng giới cấm mà Đức Phật đã dạy, để từ đó tìm được con đường đích thực dẫn đến sự bình an và hạnh phúc thực sự. Trong cuộc sống hôn nhân, cả người chồng lẫn người vợ đều phải hiểu rằng trách nhiệm và nghĩa vụ dung dáng cho gia đình không chỉ là trách nhiệm của một phía mà là của cả hai. Không thể chỉ mãi đòi hỏi mà không cho đi, mà phải tạo điều kiện để đối phương được nhận lại. Một mối quan hệ bền vững chỉ có thể xây dựng trên cơ sở của tình yêu và sự chân thành từ cả hai phía. Nếu có bất kỳ vấn đề nào trong hôn nhân, người chồng và vợ nên ngồi lại cùng trò chuyện một cách trung thực để xác định nguyên nhân và tìm ra phương hướng để khắc phục và cải thiện mối quan hệ. Đây là cơ hội để cả hai cùng hỗ trợ và đồng hành với nhau trên con đường tìm kiếm sự hạnh phúc và thăng tiến trong hôn nhân. Nếu sau tất cả những nỗ lực đó, vấn đề vẫn không thể giải quyết được và một trong hai bên không còn muốn tiếp tục sống bên cạnh đối phương, thì ly hôn có thể là giải pháp sau cùng. Tuy nhiên, quan trọng là phải thực hiện ly hôn một cách văn minh, tránh gây thêm tổn thương cho nhau và cho gia đình. Xin lưu ý rằng, nếu một trong hai bên đã không còn tình cảm với đối phương mà quyết định tìm kiếm sự hài lòng từ bên ngoài, đặc biệt là thông qua quan hệ ngoài luồng, thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm và đối mặt với hậu quả của hành động đó theo luật nhân quả. Hành động trái với đạo đức và tôn trọng trong tình yêu sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc thực sự. Ngoại tình không chỉ là một hành vi sai trái, làm tổn thương tình cảm và niềm tin của đối phương, mà còn là vi phạm đạo đức xã hội, và ngày nay nó cũng được xem là vi phạm pháp luật. Hành vi ngoại tình không chỉ gây ra tổn thương tinh thần mà còn mang theo hậu quả pháp lý nặng nề. Hiện nay pháp luật đã đặt ra các hình phạt nghiêm khắc đối với những người phạm tội ngoại tình. Theo đó, người phạm tội có thể đối mặt với mức án tù lên đến 3 năm trong trường hợp vi phạm quy định về ngoại tình. Điều này là một cảnh báo rõ ràng đối với những ai có ý định vi phạm pháp luật và gieo rắc hậu quả cho bản thân và người thân trong gia đình. Việc áp dụng hình phạt tù đối với tội ngoại tình không chỉ nhằm vào việc trừng phạt cá nhân phạm tội, mà còn là để làm rõ tầm quan trọng của việc duy trì sự tôn trọng và trách nhiệm trong hôn nhân và gia đình. Qua đó cũng là một cách để xã hội bày tỏ sự phản đối và không chấp nhận những hành vi gây tổn thương cho người khác và gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự xã hội. Chính vì vậy, cần nhấn mạnh tầm quan trọng của sự trung thực, tôn trọng và trách nhiệm trong mối quan hệ vợ chồng. Từ đó, xây dựng một xã hội với nền tảng đạo đức và pháp luật vững mạnh. Theo quan niệm, gieo dân nào gặt quả nấy của nhà Phật, nếu phạm phải tội tà dâm ngoại tình, thì phải chịu báo ứng là điều hiển nhiên. Ngược lại, nếu bạn sống ngay thẳng lương thiện, thì sẽ được phúc báo và sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc. Trong tình yêu, quả báo của những hành động tàn nhẫn không bao giờ tránh khỏi. Đối với những kẻ ngoại tình, dù là đàn ông hay là đàn bà, họ sẽ phải đối diện với hậu quả của sự phản bội và lừa dối. Tình yêu không phải là một trò chơi, mà là một sứ mệnh của lòng trung thành và chân thành. Nhưng khi lòng tham và sự thèm khát vượt ra ngoài giới hạn, họ đã chọn bước vào con đường tối tăm của ngoại tình. Mất đi không chỉ niềm tin của người khác, mà còn mất đi cả bản thân mình. Đầu tiên, khó tìm được người yêu mình thực sự. Họ có thể cho rằng mình đã tìm thấy hạnh phúc tạm thời, nhưng sự thật đắng cay sẽ luôn đến với họ. Bởi vì trong suy nghĩ của họ, lừa dối không phải là một sai lầm, mà là một cách để đạt được mục đích cá nhân. Và từng lần họ lừa gạt, họ càng chôn sâu mình vào hố sâu của tội lỗi.
nhưng quả báo không bao giờ gian dối. Cuộc đời sẽ trả lại cho họ những gì mà họ đã gieo vào, và họ sẽ phải gánh chịu hậu quả đắng cay của những hành động đê tiện. Họ sẽ trải qua những ngày tháng cô đơn, vô vọng, không có ai để chia sẻ, không có ai để yêu thương. Cuối cùng, khi bước vào đoạn cuối của cuộc đời, họ sẽ nhận ra rằng họ đã mất đi mọi thứ quý giá nhất, tình yêu và sự tin tưởng. Họ sẽ sống trong cảm giác hối tiếc và đau khổ, nhìn lại quãng đường đã đi qua, nhớ về những người họ đã làm tổn thương, những trái tim họ đã làm tan vỡ. Và trong sự cô đơn và hận thù, họ sẽ chết một cách đơn độc, không ai để quan tâm và không ai để yêu thương. Đó là quả báo của tội ngoại tình, một cái kết đắng ngắt cho những người sống trong tội lỗi và lừa dối. Điều thứ hai, ăn không ngon, ngủ không yên, mắc nhiều căn bệnh. Cuộc sống của những kẻ phản bội đầy rẫy những gánh nặng tâm lý và hậu quả vật lý không lường trước được. Họ không chỉ đối mặt với nỗi đau từ việc phản bội người thân yêu, mà còn phải chịu đựng những nỗi lo âu không nguôi, không ngủ được, những cơn ác mộng đeo bám từng đêm dài. Cuộc sống của họ không còn là những khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc, mà là sự chìm đắm trong cảm giác hối hận và tội lỗi. Họ sống trong sự lo sợ bị phát hiện, lo sợ bị trừng phạt vì những hành động sai trái của mình. Những người từng ham mê ngoại tình, đến cuối đời thường phải trả giá bằng cả sức khỏe của mình. Họ rơi vào vòng luẩn quẩn của căn bệnh, không có ai ở bên chăm sóc, không có ai động viên và chia sẻ nỗi đau. Họ lâm vào cảnh cô đơn và hoang mang, hồi hộp chờ đợi mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Và bệnh tật đến với họ, khi cơ thể không còn đủ sức chống đỡ, họ mới nhận ra rằng họ đã đánh mất đi những điều quý giá nhất trong cuộc sống, sức khỏe và tình thương. Họ trở thành những kẻ bị bỏ rơi, không có ai để quan tâm, không có ai để sẻ chia nỗi đau. Đó chính là quả báo đau đớn nhất cho những kẻ mất cả hai tay, những kẻ đã từng lạc lối trong vùng dối trá và giả dối của ngoại tình. Cuối cùng, dễ gặp người lừa dối mình. Những người từng phản bội người khác thường dần mất đi niềm tin vào tình yêu và sự chân thành. Họ cảm thấy như bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của tội lỗi và hối hận. Và từ đó, họ bắt đầu nhìn nhận thế giới xung quanh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ và lo lắng. Mỗi bước đi, mỗi lời nói đều trở nên đầy thận trọng nhưng cũng đầy nghi ngờ. Họ không còn tin tưởng vào bất kỳ ai. Họ biết rằng, giống như chính bản thân mình đã làm, người khác cũng có thể phản bội và lừa dối. Với một tâm hồn tan nát và một trái tim bị thương tổn, họ bắt đầu sống trong một thế giới của những kẻ xấu xa và không đáng tin cậy. Họ cảm thấy mình bị bỏ lại trong một thế giới đầy dối trá, và điều duy nhất họ cảm nhận là sự cô đơn và mệt mỏi. Dần dần, họ trở nên tách biệt với mọi người và thế giới xung quanh. Họ chọn sống trong sự cô lập để tránh xa những nguy hiểm và tổn thương. Mọi nỗ lực kết nối với người khác đều trở nên vô ích, và họ rơi vào một cuộc chiến đấu với chính bản thân mình. Cuối cùng, họ sống trong sự cô đơn và hòa mình trong bóng tối của nỗi đau và nghi ngờ. Họ không còn tin tưởng vào bất cứ điều gì trong cuộc sống này nữa, và cảm thấy mình bị mất đi trong một thế giới mà không còn nơi nương tựa. Đó là hậu quả đắng cho việc phản bội và lừa dối, khiến họ trở thành những kẻ tự lập nhưng cũng vô cùng cô đơn và mệt mỏi.